Tôi sẽ hỗ trợ anh Tâm làm điện mặt trời cho chùa đỡ tiết kiệm được một số. Xài điện năng lượng mặt trời mà xài dư á, có thể bán lại cho nhà nước luôn, đúng không sư huynh? Nhưng mà phải cái này bán lại được không? Không, cái này chỉ cho bóng đèn thôi à. Làm cái bảng điện khác mới bán lại được cho nhà nước hả? Bảng điện lớn. Vậy quý anh chị cô bác Phật tử ủng hộ chùa đi, để làm bảng điện năng lượng mặt trời lớn cho chùa, rồi chùa có kinh phí bán lại cho nhà nước luôn, nếu mà xài dư điện. Ủa chừng nào làm vậy anh?